Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Ở huyện có đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, trưởng các phòng ban cơ quan đơn vị, mẹ anh hùng liệt sĩ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận huyện qua cả thời kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và 165 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện. 5 năm qua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng cả cấp, nghị quyết và chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 18, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cả cuộc vận động, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong sạch vững mạnh. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án của huyện về phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp cũng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra. Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lắng nghe, nắm bắt dư luận, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, nhà nước, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống nhân dân. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2014-2019 là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua cả cuộc vận động, cả phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư giai đoạn 2014-2015, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã bám sát năm nội dung để đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn khu dân cư, triển khai sâu rộng, làm lan tỏa, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả thiết thực, động viên nhân dân hăng hái phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Từ năm 2016 đến nay, cuộc vận động đã gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, mặt trận đã kịp thời triển khai lồng ghép các dự án về các nội dung của cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động sức mạnh nội lực và sức sáng tạo của nhân dân, hoạt động tự quản các cộng đồng dân cư được phát huy. Sau hơn 5 năm thực hiện, diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước được đổi mới, huy động nhân dân đóng góp được trên 42 tỷ đồng và 33.520 ngày công, hiến 483 mét vuông đất, tháo dỡ 209 mét tường rào, hiến 15.000 cây các loại và hoa màu. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước đã cứng hóa trên 45 km trục đường xã, 16 km đường nội thôn. Các tuyến đường bê tông được các chi đoàn, chi hội đảm nhận, các đoàn đường tự quản. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa, Tiến Hóa. Bình quân đạt 13,2 tiêu chí trên xã, tăng 10,6 tiêu chí trên xã so với năm 2014. Phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt thêm 2 xã, Phong Hóa và Hương Hóa, đưa tổng số toàn huyện lên 6 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Cuộc vận động đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động quỹ vì người nghèo hàng năm được Mặt trận các cấp phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân. Trong 5 năm đã thu được trên 3 tỷ, hỗ trợ cho 101 hộ nghèo, tu sửa nhà ở và xây nhà mới đại đoàn kết với số tiền 1 tỷ 414 triệu đồng.
Đặc biệt, năm 2017, từ nguồn vốn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh đã làm mới 46 nhà cho đồng bào dân tộc ở hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã sửa chữa 17 nhà ở cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai. Ngoài ra, còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận tỉnh, các nhà hảo tâm xây dựng 81 nhà đại đoàn kết với số tiền 4,7 tỷ đồng. Trong 5 năm, Mặt trận các cấp đã vận động quyên góp để thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ Tết cho 7.367 lượt hộ nghèo, hỗ trợ 1.426 lượt người nghèo khám chữa bệnh, 119 hộ nghèo phát triển sản xuất, 140 học sinh nghèo mua sắm đồ dùng học tập với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận huyện đã tiếp nhận được 68 tỷ 926 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận các cấp huyện Tuyên Hóa còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh. 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, phối hợp chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức hơn 800 cuộc kiểm tra giám sát. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 143 hương ước, quy ước thôn bản tiểu khu đạt tỷ lệ 100%, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 125 nhóm nòng cốt với 990 thành viên, 270 tổ tự quản, duy trì 63 mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đến nay toàn huyện có 100 khu dân cư văn hóa, 100 cơ quan đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa, có 18.016 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Với những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 120 tập thể và 188 cá nhân được cả cấp tặng bằng khen, giấy khen. 8 cán bộ mặt trận được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết. Kết quả xếp loại thi đua năm 2018 có 8 đơn vị xuất sắc, 11 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại khá. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được xếp loại vững mạnh xuất sắc 5 năm liền. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đại hội xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả cả phong trào thi đua, cả cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Cương Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua. Với những thành tích đã đạt được, có thể khẳng định rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã kế thừa và phát huy được truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về nhiều mặt. Vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội. Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các cấp mặt trận từ huyện đến cơ sở tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao hơn trong chặng đường tới. Thay mặt Ban Thường vụ huyện ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu to lớn đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện cho các cấp mặt trận thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ qua. Về chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí nhấn mạnh: Thứ nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với tổ chức thực hiện có kết quả đề án của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, phát huy hơn nữa vai trò vị trí của Mặt trận từ huyện đến cơ sở trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết trong tổng cộng đồng dân cư và toàn xã hội.
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác mặt trận, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, đưa việc học tập và làm theo trở thành việc tự giác, thường xuyên và có nền nếp, thể hiện trong từng việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Thứ hai là chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm việc xây dựng và nâng cao chất lượng các khu dân cư, các cơ quan đơn vị và gia đình văn hóa, làm cho văn hóa thực sự là động lực, là mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của huyện nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn với tuyên truyền vận động để hình thành một số sản phẩm có tính chất chủ lực, xây dựng các thương hiệu hàng hóa đặc trưng của địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ngày vì người nghèo với mục đích tăng cường tính hiệu quả thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp tốt để giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tích cực tham gia cuộc vận động ngày vì người nghèo, tháng cao điểm vì người nghèo, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tốt tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ hộ nghèo về vốn, kỹ thuật sản xuất cây con giống, khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo về điều kiện học tập, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục phát triển nhân rộng các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thứ ba là tăng cường công tác tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là ở cơ sở, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Thứ tư là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo các quyết định 27, 28 của Bộ Chính trị, tăng cường công tác giám sát về phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm, việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, chú trọng giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ diễn biến, từ chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Thứ năm là để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, đòi hỏi sự quan trọng là mặt trận phải cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, trình độ năng lực công tác của đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực các tầng lớp nhân dân, bám sát phương châm, lựa chọn những vấn đề thiết thực, bức thiết để tập trung thực hiện, phấn đấu tạo sự chuyển biến thực sự. Trên cơ sở các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, cần xác định rõ các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, chú trọng các giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến trong từng lĩnh vực, có lộ trình triển khai thực hiện, có phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện, với phương châm công tác mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt. Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và phải gương mẫu thực hiện trước, tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hoàn thành những nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tặng đại hội lãng hoa tươi thắm và bức tường mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển. Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị đại diện làm thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 19 và cử 22 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Xuân Kỳ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 9 tháng 5, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị tại Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng trình độ Đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị bằng những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết quả, 3 năm qua, cơ quan Huyện ủy liên tục được xếp loại cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đảng bộ cơ quan 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vân vân. Dịp này, Huyện ủy Tuyên Hóa đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh và Hội Cựu chiến binh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Quảng Bình tổ chức lễ trao học bổng cho con em hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số tỉnh Quảng Bình đã trao 20 suất quà học bổng cho các em học sinh là con em hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 5 suất học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông, mỗi suất 1 triệu đồng. 15 suất cho các em học sinh trung học cơ sở và tiểu học, mỗi suất 500.000 đồng. Tổng trị giá được trao học bổng đợt này là trên 12 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa của Hội Cựu chiến binh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở trụ tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần động viên con em hội viên Hội Cựu chiến binh vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để cố gắng vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập. Được biết, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở trụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hướng về cơ sở như xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, tặng quà cho hội viên Hội Cựu chiến binh dịp lễ Tết, các quỹ từ thiện với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Thực hiện dự án nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam do Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SICTR, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa đang quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ hội cha mẹ học sinh nhằm góp phần xây dựng môi trường học tập văn hóa thân thiện. Trường mầm non Đồng Hóa đóng chân trên địa bàn xã 135 của huyện Tuyên Hóa. Hầu hết trẻ em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Trước tình hình đó, được sự hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SIC với dự án nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam, trường mầm non Đồng Hóa được ưu tiên lựa chọn để thực hiện dự án này. Từ khi thực hiện dự án cho đến nay, câu lạc bộ cha mẹ cộng đồng đã mang lại hiệu quả tích cực đối với công tác giáo dục cho trẻ, nâng cao sự sẵn sàng đi học và kỹ năng đọc viết cho trẻ thiệt thòi từ 3 đến 11 tuổi. Cụ thể là cải thiện kỹ năng làm quen với toán và đọc viết, tăng cả kỹ năng phát triển vận động và tình cảm xã hội của trẻ, cũng như cải thiện về thực hành vệ sinh, đặc biệt trong việc rửa tay, đánh răng và vệ sinh cá nhân. Theo đó, mỗi trường được chọn đều thành lập 2 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ 25 phụ huynh và 25 trẻ tham gia sinh hoạt 1 đến 2 lần trên tháng. Được biết, dự án được triển khai từ tháng 6 năm 2018 tại 5 trường mầm non và 5 trường tiểu học trên địa bàn huyện thuộc các xã Đồng Hóa, Kim Hóa, Thanh Hóa, Hương Hóa, Lâm Hóa. Qua gần 1 năm hoạt động, nhìn chung câu lạc bộ cha mẹ cộng đồng tại các trường đều hoạt động có hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của cha mẹ và học sinh. Trong 4 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Tuyên Hóa xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 3 người, 1 người bị thương, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tuyên Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông huyện Tuyên Hóa thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, trong đó chủ trọng các địa bàn trọng điểm và các tuyến đường thường xảy ra tai nạn và va chạm giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, các trường hợp lạng lách đánh võng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng giao thông Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức 136 ca tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường với 660 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đã phát hiện và xử lý 372 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 74 trường hợp, tạm giữ phương tiện 283 trường hợp, thu vào ngân sách nhà nước trên 600 triệu đồng. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông huyện Tuyên Hóa sẽ huy động lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt tại các điểm đen về giao thông để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn. Thực hiện đề án phát triển Đan Bao Lai giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đàn bò lai, thay thế dân giống bò bản địa nhằm nâng cao tầm vóc và chất lượng đàn bò. Qua đó đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Triển khai đề án phát triển đàn bò lai, huyện Tuyên Hóa đã đề ra chính sách hỗ trợ chăn nuôi như hỗ trợ chăn nuôi bò lai 50% máu ngoại và tổng đàn thường xuyên có từ 5 con trở lên trên hộ với mức 300.000 đồng trên con. Từ năm 2018 đã tăng lên 500.000 đồng trên con đối với bò cái sinh sản, 300.000 đồng trên con đối với bò đực, bò thịt và hỗ trợ trang trại chăn nuôi 30 triệu đồng trên trang trại. Huyện Tuyên Hóa hiện có 17 trang trại được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 13 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại tổng hợp, thành lập 13 tổ hợp tác chăn nuôi bò tại 7 xã gồm Cao Quảng, Thuần Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa, Thanh Hóa, Sơn Hóa, Tiến Hóa. Phần lớn các tổ hợp tác này đều được đầu tư kinh phí, tập huấn về kỹ thuật. Giữa các tổ và thành viên tổ hợp tác thường xuyên có sự trao đổi thông tin về kỹ thuật, giá cả, thị trường. Từ năm 2016 đến nay, Tuyên Hóa đã trích 823 triệu đồng từ ngân sách của huyện để hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò. Bên cạnh đó, huyện còn khuyến khích nông dân chuyển đổi sản xuất đất kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Toàn huyện hiện có trên 500 hectare cỏ các loại, chủ yếu là cỏ VA06 và cỏ voi. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng và vệ sinh chuồng trại, đảm bảo vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế dịch bệnh. Đến nay, tổng đàn bò toàn huyện là 15.765 con, trong đó bò lai chiếm trên 63% tổng đàn. Hợp tác xã chăn nuôi gà đồi và dịch vụ nông nghiệp Sơn Hóa được thành lập vào tháng 2 năm 2018 với 11 thành viên. Qua hơn một năm hoạt động, hợp tác xã bắt đầu đi vào ổn định, từng bước giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hiện nay, tổng đàn gà toàn xã Sơn Hóa có 4.800 con. Trong đó, gà của các hộ trong hợp tác xã khoảng 3.000 con. Mỗi hộ chăn nuôi từ 200 đến 300 con. Với giá bán 120.000 đồng trên 1 kg gà thịt, thu nhập bình quân 60 đến 70 triệu đồng trên năm. Kể từ khi tổ hợp tác chăn nuôi gà ra đời, những thành viên trong tổ hợp tác nhận thấy đây thực sự là hướng đi hiệu quả, không chỉ tạo được mối liên kết trong sản xuất giữa các thành viên mà còn liên kết với các hộ chăn nuôi gà, giải quyết được các vấn đề về giống, thức ăn cũng như đầu ra cho sản phẩm. Năm qua, hợp tác xã đã hợp đồng với công ty thức ăn gia súc Thiên Lộc, Hà Tĩnh tiêu thụ trên 3 tấn thức ăn cho gà. Với việc áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, đàn gà của bà con sinh trưởng và phát triển tốt, ít phát sinh dịch bệnh. Thời gian tới, hợp tác xã chăn nuôi gà đồi Sơn Hóa tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn gà cả về chất lượng và số lượng, thu hút thêm hội viên tham gia, từng bước khẳng định thương hiệu gà sạch trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân Phong Hóa đã tích cực hiến đất, ngày công, vật liệu để xây dựng đường bê tông nông thôn. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, nhân dân xã Phong Hóa đã hiến 15.000 m2 đất các loại, đóng góp bằng tiền được 910 triệu đồng và gần 3.100 ngày công lao động để khắc phục, sửa chữa, nạo vét kênh mương và tu sửa đường nội thôn nội đồng. Đến nay, hệ thống các đường trục chính nội thôn của xã Phong Hóa đã bê tông hóa được gần 15,4 km, chiếm tỷ lệ 50%. Hệ thống đường giao thông nội đồng đã cấp phối được 8,6 km, đảm bảo cho xe cơ giới đi lại thuận tiện. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu cường hóa giao thông nông thôn, xã Phong Hóa tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ cường hóa giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong bộ tiêu chí giao thông về xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Trong đó nổi bật là những công trình thắp sáng đường quê đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, làm đẹp khắp mọi đường làng, ngõ xóm. Được khởi động từ năm 2012, chương trình thắp sáng đường quê được Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuyên Hóa phát động nhằm hưởng ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Huyện đoàn Tuyên Hóa chỉ đạo tổ chức khảo sát các tuyến đường tại các địa phương, đặc biệt ưu tiên những nơi khó khăn, vùng sâu vùng xa để lựa chọn xây dựng. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, đến nay Tuyên Hóa đã có 342 công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 163,23 km tại 113 thôn bản. Tổng nguồn vốn huy động gần 2 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên thanh niên. Trong đó, tiêu biểu các xã như Châu Hóa có 200 tuyến đường với tổng chiều dài 32,2 km. Xã Mai Hóa có 16 tuyến đường với tổng chiều dài 10,3 km. Xã Văn Hóa có 46 tuyến, tổng chiều dài 38,8 km, v.v. Trong thời gian tới, Huyện đoàn Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo các cơ sở trong toàn huyện huy động sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để xây dựng các công trình thắp sáng đường quê trong toàn huyện. Trong đó, chủ trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.